Kính chúc năm 18 xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 3 trong chương trình các cấu trúc câu trong tiếng Trung. Cấu trúc thứ nhất đó là lén sờ mờ sờ mờ, tâu sờ mờ sờ mờ. Cấu trúc thứ hai, chi rán sờ mờ sờ mờ, chiều sờ mờ sờ mờ. Tiếp theo, chí sử sờ mờ sờ mờ, yế sờ mờ sờ mờ. Tiếp theo nữa đó là bú sử sờ mờ sờ mờ, ở sử sờ mờ sờ mờ. Và tiếp theo là y biên sờ mờ sờ mờ, y biên sờ mờ sờ mờ, hoặc là biên biên. Tiếp theo đó là cấu trúc 就算什么什么也什么什么. Và cuối cùng đó là cấu trúc 要么什么什么要么什么什么. Đầu tiên đó là cấu trúc 连什么什么都什么什么, nghĩa là ngay cả gì đó thì cũng đều chấm chấm, hoặc đến cả gì đó thì cũng. Ví dụ 这个连小孩都懂啊. Chờ cả điều này, liền đến cả xiao hái trẻ con, tâu tùng à, cũng hiểu. Chờ cả liền xiao hái tâu tùng à. Câu ví dụ tiếp theo, zǎ mè liền nǐ yě bù xiāng xìn wǒ le. Zǎ mè sao, liền nǐ đến cả bạn, yě bù cũng không, bù xiāng xìn wǒ le, không tin tôi nữa. Zǎ mè liền nǐ yě bù xiāng xìn wǒ le. Khảo sư mấy thông qua, wǒ liān fàn dǒu bù xiǎng chī. Khảo sư kỳ thi mấy thông qua, không qua, wǒ tôi liān fàn đến cả cơm, dǒu bù xiǎng chī cũng không muốn ăn. Khảo sư mấy thông qua, wǒ liān fàn dǒu bù xiǎng chī. Nǐ zěnme liān zhěme jiǎn dān de shì qíng dǒu zuò bù hǎo. Nǐ zěnme sāo gǒu liān zhěme jiǎn dān de shì qíng. Sự chỉ nghĩa là vấn đề hoặc việc. Chưa mà giản đơn đã đơn giản như thế này. Liên chưa mà giản đơn đã sự chỉ đến cả việc đơn giản như thế này. Đâu chưa bù hảo mà cũng làm không tốt được thế. Ní chẳng mà liên chưa mà giản đơn đã sự chỉ đâu chưa bù hảo. Và tiếp theo chúng ta đến với cấu trúc câu chỉ rán sờ mờ sờ mờ, chiều sờ mờ sờ mờ, nghĩa là đã gì đó thì chấm chấm. Chúng ta sẽ cùng đến với các ví dụ nhé. Thứ nhất, 既然没有感情了，那就好聚好散吧. 既然 đã, 没有感情了, không còn tình cảm nữa. 那就 vậy thì, 好聚好散吧, chia tay trong hòa bình đi. 既然没有感情了，那就好聚好散吧. Ví dụ tiếp theo, 你既然都这么说了，那我也没什么好说的了. 你既然 bạn đã đâu chưa mà xua là nói như vậy rồi. Nào quá dễ, vậy thì tôi cũng mấy sợ mở không có gì hảo xua tờ là để nói nữa. Nì chi rán đâu chưa mà xua là nào quá dễ mấy sợ mở hảo xua tờ là. Câu ví dụ tiếp theo, tha chi rán chưa mà chiên chế, nà chiếu hiếu tha chủy bà, bú yào chạy chú chữ tha là. Tha chi rán cậu ấy đã chưa mà chiên chế kiên quyết như vậy. Nà chiều, thế thì, yếu tha trùy bà, kệ cậu ấy đi. Bú yào, đừng, dài, tiếp tục, chú chữ tha là, ngăn cản cậu ấy nữa. Tha chi rán, chưa mà chiên chế, nà chiều, yếu tha trùy bà, bú yào, dài, chú chữ tha là. Tiếp theo, chúng ta đến với cấu trúc câu, chí sử, chấm chấm, dễ, chấm chấm, nghĩa là, cho dù gì đó thì cũng, hoặc là dù rằng gì đó cũng. Ví dụ thứ nhất, chí sử lào sư mấy chạy chèo sư, thống xuế mến yế hẳn an chinh. Chí sử dù rằng lào sư giáo viên mấy chạy chèo sư không ở trong lớp học. Thống xuế mến các bạn học sinh yế hẳn an chinh cũng rất trật tự. Chí sử lào sư mấy chạy chèo sư, thống xuế mến yế hẳn an chinh. Câu ví dụ tiếp theo, chí sử sư bài hẳn tua chữ, tha yế bù phàng chì. Chí sử cho dù, sư bại, thất bại, hẳn tua chữ rất nhiều lần, tha dễ anh ấy cũng, bú phàng chỉ, không bỏ cuộc. Chí sử sư bại hẳn tua chữ, tha dễ bú phàng chỉ. Câu ví dụ tiếp theo, chí sử ní đang sứ chạy trạng, khủng phà dễ mấy yếu bía đợt bàn phả. Chí sử cho dù, ní đang sứ lúc đó bạn, chạy trạng có mặt ngay tại đó, khủng phà e rằng, dễ mấy yếu cũng không có. Biết được bản phả cách nào khác. Chí sử ní tăng sứ chạy trạng, khủng phà yế mấy yếu biết được bản phả. Và cấu trúc tiếp theo của chúng ta đó là
Chiều soạn chấm chấm chấm, dễ chấm chấm, nghĩa là cho dù gì đó thì cũng. Cái chiều soạn này thể hiện cái ý nghĩa nhấn mạnh của cái từ cho dù. Và cái cấu trúc chiều soạn này dùng nhiều hơn là chí sử các bạn nhé. Ý nghĩa thì chúng ta nghe thấy nó cũng giống như nhau, nhưng mà chiều soạn thì người ta thường dùng hơn và hay sử dụng trong khẩu ngữ hơn. Chúng ta cùng đến với các ví dụ nhé. Chiều soạn nỉ yếng lở, nỉ yế sứ lại phí yếng tở. Chiều soạn cho dù, nỉ yếng lở bạn thắng rồi. Nỉ yế sứ bạn cũng là. Lại phí là chơi ăn gian hoặc sử dụng chiêu trò gì đó. Lại phí yếng tở, ăn gian mà thắng. Chiều soạn nỉ yếng lở, nỉ yế sứ lại phí yếng tở. Ví dụ tiếp theo. Bà bà mà mà, chiều soạn giá cua mai thị, yế yào phấy yáng nỉ sao xuế. Bà bà mà mà, bố mẹ, chiều soạn cho dù, giá cua mai thị, giá là đập cua là cái nồi, mai là bán, thị là sắt, tức là đập cái nồi ra để bán đồng nát, tức là bán sạch hết mọi thứ hoặc bỏ ra hết mọi thứ. Yế yào cũng phải, phấy yáng nỉ, tức là lo cho con hoặc đào tạo con, sao xuế, học hành. Bà bà mà mà, chiều soạn giá cua mai thị, yế yào phấy yáng nỉ sao xuế. Ví dụ tiếp theo, chiều soạn tai khẩu trào, yế yếu khở nắng, bầy cán rạn. Chiều soạn cho dù, tai khẩu trào, đeo khẩu trang, yế yếu khở nắng cũng có khả năng, bầy cán rạn, bị truyền nhiễm. Chiều soạn tai khẩu trào, yế yếu khở nắng, bầy cán rạn. Ví dụ tiếp theo, chiều soạn ní hẳn chung miếng, tàn sang khửa, yế yếu rần chân thinh giảng, bù rá, ní chú huy thuê bù đợ. Chiều soạn cho dù, ní hẳn chung miếng, con rất thông minh. Tàn nhưng sang cửa khi lên lớp, dễ dào cũng cần phải. Rần chân chăm chú, thiên giảng nghe giảng, bù rá nếu không. Nì chiều khuẩy con sẽ thuê bù, thụt lùi hoặc là bị sa sút. Chiều soạn nì khẩn chung miếng, tàn sang cửa dễ dào rần chân thiên giảng, bù rá nì chiều khuẩy thuê bù tờ. Và cấu trúc tiếp theo đó là dào mở chấm chấm, dào mở chấm chấm, nghĩa là hoặc là gì đó, hoặc là. Ví dụ thứ nhất, yào mở xính tùng, yào mở bị chuẩy. Yào mở hoặc là xính tùng hành động, yào mở hoặc là bị chuẩy ngậm miệng lại. Yào mở xính tùng, yào mở bị chuẩy. Câu ví dụ tiếp theo, tha yào mở chân xả, yào mở sự cụ ý trang xả. Tha yào mở sự anh ta hoặc là chân xả thực sự ngốc. Yào mở sự hoặc là cụ ý, cố tình, trang xả giả vờ ngốc. Tha yào mở sự chân xả, yào mở sự cụ ý trang xả. Ví dụ tiếp theo, yào mở nỉ chủ, yào mở ủa chủ, chờ lý bì suy, yào yếu rắn phụ giữa. Yào mở hoặc là nỉ chủ bạn đi, yào mở hoặc là ủa chủ tôi đi, chờ lý ở đây, bì suy bắt buộc, yào yếu rắn cần phải có người, phụ giữa phụ trách. Yào mở nỉ chủ, yào mở ủa chủ, chờ lý bì suy, yào yếu rắn phụ giữa. Ví dụ tiếp theo, yào mở chữ xính cửa lý, yào mở chí trung cửa lý. Yào mở hoặc là chữ xính tự tiến hành, cửa lý cách ly, chữ xính cửa lý tự cách ly. Yào mở hoặc là chí trung cửa lý cách ly tập trung. Yào mở chữ xính cửa lý, yào mở chí trung cửa lý. Cấu trúc câu tiếp theo, ỉ biên chấm chấm, ỉ biên chấm chấm, nghĩa là vừa gì đó, vừa gì đó. Hoặc là biên, biên. Ví dụ thứ nhất, yế yế ỉ biên xoa yá, ỉ biên chui khẩu sảo, vì sao mà yá? Yế yế ông nội, ỉ biên xoa yá, vừa đánh răng, ỉ biên chui khẩu sảo, vừa huyết sáo, vì sao mà yá? Vì sao vậy? Đây là một câu đố vui. Yế yế ỉ biên xoa yá, ỉ biên chui khẩu sảo, vì sao mà yá? Ví dụ tiếp theo, tha mến ỉ biên chứ phản, ỉ biên thán sưng ỉ. Tha mến họ, ỉ biên chứ phản, vừa ăn cơm, ỉ biên vừa thán sưng ỉ, nói chuyện kinh doanh. Tha mến ỉ biên chứ phản, ỉ biên thán sưng ỉ. Câu ví dụ tiếp theo, cung chùa yào rẩn chân, bù nắng biên cung chùa, biên quán sầu chi. Cung chùa làm việc, yào rẩn chân phải nghiêm túc, bù nắng không được, biên chùa vừa làm. Biên quán sầu chi vừa nghịch điện thoại. Cung chùa yào rẩn chân, bù nắng biên chùa biên quán sầu chi. Ví dụ tiếp theo, ủa ỉ biên khẳng trung quân 513 đợ sử phín, ỉ biên dùng bí xỉa xỉa lái. Ủa tôi, ỉ biên vừa khẳng xem trung quân 513 đợ sử phín, video của tiếng Trung 518.
Y bien vừa dùng bị dùng bút, xỉa xe lại, ghi chép lại. 我一边看中文518的视频, 一边用笔写下来. Và các bạn lưu ý là cách tốt nhất để chúng ta học và chúng ta ghi nhớ được các nội dung trong clip đó là chúng ta mỗi clip xem đi xem lại thật là nhiều lần và vừa xem vừa đọc theo và vừa xem vừa ghi chép lại các bạn nhé. Cấu trúc tiếp theo của chúng ta hôm nay đó là 不是什么什么而是什么什么, có nghĩa là không phải gì đó mà là gì đó. Ví dụ thứ nhất, 这不是普通的花瓶而是一个古董. 这不是, đây không phải là phổ thông đặc hoa phiến, bình hoa bình thường. Ở sự mà là ý cửa cổ tùng, một đồ cổ. Chờ bú sự phổ thông đặc hoa phiến, ở sự ý cửa cổ tùng. Tha bú sự mấy yếu chén, ở sự bù xiảng chia cái của. Tha bú sự, anh ta không phải là mấy yếu chén, không có tiền. Ở sự mà là bù xiảng, không muốn chia cái của cho tôi vay. Tha bú sự mấy yếu chén, ở sự bù xiảng chia cái của. Ví dụ tiếp theo, Tha bú sự bù tổng, ở sự bù xiảng xua. Tha bú sự, anh ta không phải là bù tổng, không hiểu. Ở sự mà là bù xiảng xua, không muốn nói. Tha bú sự bù tổng, ở sự bù xiảng xua. Câu ví dụ tiếp theo cũng là câu cuối cùng trong bài hôm nay. Bà bà tôi nỉ chưa mở yến cửa, bú sự yên vầy bú ai nỉ, ở sự yên vầy bà bà si vang nỉ ỉ hậu nâng trần cung. Bà bà tôi nỉ, bố đối với con, chưa mở yến cửa nghiêm khắc như vậy, bú sự yên vầy không phải là bởi vì bú ai nỉ không yêu con, ở sự yên vầy mà là bởi vì bà bà si vang bố hy vọng, nỉ ỉ hậu sau này con nâng trần cung có thể thành công. Bà bà tôi nỉ chưa mở yến cửa, bú sự yên vầy bú ai nỉ, ở sự yên vầy bà bà si vang nỉ ỉ hậu nâng trần cung. Thưa các bạn, bài học chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Qua bài này chắc hẳn các bạn đã học được những cấu trúc câu rất là thông dụng, thường dùng trong giao tiếp và đặc biệt là chúng ta đã học thêm được rất nhiều những câu ví dụ mà chúng ta thường dùng trong giao tiếp phải không các bạn? Các bạn hãy xem đi xem lại clip thêm mấy lần nữa. Đừng quên là vừa xem vừa đọc theo và ghi chép lại các bạn nhé. Bye bye!